lái xe Bus 45. Bọn họ đều gọi ông ta là Bác Tài Vương. Đừng thấy ông ta trông hiền lành, thực ra đang chuẩn bị một kế hoạch nổ bom để kéo hành khách cả xe tuẫn táng của mình. Nhưng ra tay không phải ông ta, vì ông ta có đồng bọn. Chỉ cần kéo kíp nổ, trong vòng 100 mét sẽ nổ tung. Họ vốn định đi qua cầu Bắc ngang sông thì sẽ hành động. Ai ngờ bỗng có một chiếc xe điện giao hàng lao ra, mà phía đối diện đúng lúc có xe chở dầu, mà xe đó còn lái rất nhanh. 10 người trên xe cứ như vậy nổ tung tại chỗ, chết một cách vô cùng thảm thiết. Ai ngờ mấy giấy sau ông ta lại sống lại. Vẫn là con đường quen thuộc đó, vẫn là những hành khách lạ lẫm đó. Nhưng khác biệt là hai người trẻ ngồi ghế sau đã nhận ra bản thân rơi vào vòng lặp chết chóc dường như vô tận. Cô gái tên Lý Thi Tình, chàng trai tên Tiêu Hạc Vân. Hiện giờ họ chưa biết ông ta chính là hung thủ, còn bảo Bác Tài dừng xe. Chú ơi mau dừng xe, trên xe có bom. Đồng bọn của ông ta lập tức phản ứng lại. Tiếng nổ vang lên, bùm, toàn bộ hành khách đều chết thảm. Có người kéo kíp nổ ư? Sau 10 lần bị nổ tung rồi sống lại, Hạc Vân với Thi Tình xuống xe báo cảnh sát. Hạc Vân làm lập trình game nên đầu óc rất thông minh. Anh ấy nhanh chóng suy luận ra manh mối là bọn họ sẽ tỉnh lại trước khi xảy ra vụ nổ 2 phút. Cũng có nghĩa chỉ cần thời gian đủ nhiều thì có thể tìm thấy hung thủ, giải cứu tính mạng toàn bộ hành khách trên xe. Nhưng điểm thú vị của bộ phim khởi đầu này nằm ở sự xung đột mâu thuẫn của thế giới quan. Tiêu Hạc Vân, Lý Thi Tình biết mình đang ở vòng lặp, nhưng cảnh sát trong phim vẫn sống trong hiện thực, nghiêm túc phá án. Nhiều người như vậy mất mạng, không có sức ở đây lãng phí thời gian với anh. Tôi đâu có lãng phí thời gian, bọn tôi thực sự rơi vào vòng lặp. Đó là mạng người đấy. Cho nên cho dù họ đã nói bao nhiêu lần trong phòng thẩm vấn, đội trưởng đội hình sự Trương Thành và Giang Phong vẫn coi họ như kẻ ngốc hoặc coi họ là bọn lừa đảo. Thế anh nghĩ kỹ đi, dù sao chúng ta có thời gian. Chính vào lúc Hạc Vân sắp bị họ ép phát điên thì đúng 12 đêm. Đây là một nhân tố quan trọng kích hoạt vòng lặp. Bọn họ lại quay về xe bus, hai người quyết định dùng phương pháp loại trừ để tìm ra hung thủ. Chàng trai thần bí đeo khẩu trang ngồi ghế sau, anh chàng lực lưỡng đeo tai nghe, chàng trai cầm điện thoại liên tục nói chuyện. Ông chú mang theo hành lý, ông ra cẩn trọng bảo vệ bao tải, còn có bà cô với mặt lạnh. Rốt cuộc ai là đồng bọn của tài xế đây? Chắc hẳn nếu ai đã xem bản full thì đều biết đáp án rồi. Nhưng đừng vội spoil dưới bình luận nha. Chàng trai này tên A Vĩ, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi anh ta đã chết 10 lần rồi. Nhưng sau mỗi lần nổ, A Vĩ đều sẽ sống lại như chưa từng có biến, mỉm cười với cuộc đời, thực hiện buổi livestream của mình. Vì anh ta không rơi vào vòng lặp, chỉ có Tiêu Hạc Vân với Lý Thi Tình ngồi ghế sau giữ được toàn bộ ký ức. Để kết thúc vòng lặp đáng sợ này, họ quyết định xuống xe trước, sau đó báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức điều một lượng lớn nhân lực ngăn cản xe bus 45 trên cây cầu bắc qua sông. Nhưng trong lúc cảnh sát lên xe giả soát, bom bỗng chốc nổ tung. Thấy cảnh sát Giang Phong mất vì vụ nổ, Hạc Vân với Thi Tình đều thấy vô cùng áy náy. Khi vòng lặp tiếp theo bắt đầu, họ không muốn làm liên lụy đến người vô tội nữa, mà sẽ tự mình tìm ra hung thủ. Ban đầu, họ nhắm đến là chàng trai đeo khẩu trang tên Lô Địch. Người này có vẻ căng thẳng, hơn nữa trước ngực còn ôm cái ba lô vô cùng khả nghi. Kiểm tra anh ta, đầu tiên, hai người giả làm cặp đôi cãi nhau, nhưng vừa mở miệng đã lắp bắp, đồ đáng ghét, tôi đáng ghét, để tôi kiểm tra. Kết quả đương nhiên thất bại. Lần thứ hai họ lại bảo bắt tên quay trộm. Sau một hồi xô đẩy, bệnh hen suyễn của Lô Địch tái phát, kết quả vẫn thất bại. Đến lần thứ ba, họ rút kinh nghiệm. Trước khi Lô Địch lên xe, họ chặn cậu ta ở ngoài trạm xe. Khi mở ba lô ra thì không có bom, ngược lại còn có bé mèo con nhảy ra. Ba người truy đuổi mãi mới bắt được con mèo. Kết quả xe bus vẫn phát nổ. Hóa ra Lô Địch là một trạch nam yêu mèo như mạng. Cậu ta là sứ đồ của mèo, kẻ chinh phục hen suyễn, người được thần lựa chọn, gọi tắt là Lôi Địch. Lôi Địch nhanh chóng tin vào giải thích về vòng lặp, hơn nữa còn viết một bức thư. Cậu ta cho rằng sau bao năm bị mẹ ràng buộc, giờ đã có cơ hội cùng với anh hùng giải cứu thế giới, cuộc đời cũng trở nên có giá trị hơn. Ai ngờ bức thư này lại làm hỏng chuyện lớn. Khi cảnh sát đang điều tra vụ nổ xe bus thì phát hiện tàn dư của chất nổ, tính chất sự việc lập tức trở nên nghiêm trọng. Cảnh sát kiểm tra toàn bộ hành khách theo đúng các bước. Ba người này từng có tranh chấp ở trạm xe nên cần hỏi rõ ràng. Hạc Vân với Thi Tình đã có kinh nghiệm, đương nhiên đối đáp trôi chảy. Ai ngờ Lô Địch cũng rất thông minh, trả lời không hề để lộ sơ hở. Chính vào lúc họ sắp được thả, bố mẹ của Lô Địch xông vào. Con muốn hiến tim của mình cho ai? Nó nói đi cùng với người ta, giải cứu vụ nổ gì đó. Mẹ, vụ nổ, giờ hay rồi, bọn họ lại thành kẻ tình nghi. Muốn chứng minh trong sạch, xem ra lại phải ở phòng thẩm vấn đến 12 giờ. Đợi đến vòng lặp tiếp theo, trong bộ phim khởi đầu này lại có bí mật không ai biết. Ban đầu Trương Tử Phong được chọn vào vai Lý Thi Tình, sau này bỗng đổi sang Văn Kỳ, cuối cùng mới do Triệu Kim Mạch thủ vai. Ai ngờ Triệu Kim Mạch diễn xuất cực tốt. Chúng ta vừa suy luận phá án, vừa đánh giá diễn xuất của cô ấy tốt ở đâu nhé. Sau khi tập 7 và 8 phát sóng, vòng lặp thảm án về chiếc xe bus 45 bị nổ cuối cùng cũng có manh mối. Tiêu Hạc Vân, Lý Thi Tình đã chứng minh được Lô Địch trong sạch.
nhưng cậu ta không vào vòng lặp, không thể thành trợ thủ. Còn anh chàng A Vĩ thích quay video và người đàn ông đeo tai nghe. Họ đều không mang bất kỳ vật gì lên xe. Về bác gái nhiệt tình, trong túi cái gì cũng có. Chỉ là không có thuốc hen suyễn và thuốc nổ, thế nên họ quyết định dùng phương pháp loại trừ. Trong video của A Vĩ, vẻ mặt của ông già này giờ là đáng nghi nhất. Vì sau khi lên xe, ông ấy cực kỳ để ý đến bao tải dưới chân. Nếu muốn lại gần thì chỉ có thể. Tiếng bốp vang lên, nước dưa hấu chảy ra sàn. Thi Tình mới nhớ ra tình tiết trong vòng lặp trước. Ông ấy không phải người xấu, mà là một người đáng thương bị xã hội vứt bỏ. Rất nhiều năm trước ông ấy lái xe gây ra án mạng. Sau khi vợ đến thăm thì nói với ông ấy chỉ có ly hôn, cắt đứt quan hệ mới giúp con trai ông ấy ngẩng đầu làm người. Sau khi ra tù, ông ấy biết tin con trai nhớ mùi vị dưa hấu cát, nên mới vất vả đi tìm và xách bao tải dưa lên xe, nhưng lại bị coi là kẻ tình nghi, dưa hấu bị Hạc Vân dẫm nát hết. Thi Tình thấy có lỗi nên đã bịa ra một câu chuyện. Ông ấy vui mừng chia dưa hấu cho mọi người, nhưng chính vào lúc mọi người vui vẻ ăn dưa, xe bus lại nổ tung rồi. Sau rất nhiều lần tỉnh lại, hai người nhận ra, lúc này chỉ còn vali của ông chú kia và bà cô mặt lạnh chưa có kiểm tra. Thời gian gấp gáp, họ định chia nhau hành động. Thi Tình giả vờ thân thiện đến mượn bà cô đồ cầm máu. Bà ấy lập tức đáp lại hai chữ: không có. Chuyện buồn cười là khi xe đến trạm Lôi Địch lên xe, ông chú lại tự động mở vali đưa dụng cụ cầm máu cho Thi Tình. Lúc này còn phải đoán nữa ư, cái nồi áp suất dưới chân bà cô chắc chắn đặt bom trong đó, nói thì chậm mà làm thì nhanh. Chạy đi, Hạc Vân lao đến nồi áp suất, hai chân bà cô vội giữ lại, ánh mắt lập tức thay đổi. Sau khi bị nổ tung tại chỗ, Hạc Vân đau đớn mở mắt ra. Hai người đối mặt với lựa chọn khó khăn, đây có lẽ là vòng lặp cuối cùng. Nếu họ xuống xe thì bản thân sẽ bình an vô sự, nhưng các hành khách sẽ chết chắc. Nếu muốn thử rằng lấy nồi áp suất, bản thân có khả năng sẽ chết. Chuyện sau đó thì chắc các bạn cũng rõ rồi. Hạc Vân thấy Thi Tình quyết định ở lại, họ lần thứ hai tiến đến rằng lấy nồi áp suất, ai ngờ Hạc Vân bị bà cô lấy dao đâm. Cũng may họ vẫn trong vòng lặp, đến lần thứ ba ra tay, Hạc Vân đã hạ gục bà cô. Nhưng kỳ lạ là khi họ xuống xe, bom vẫn phát nổ. Đúng vậy, thân phận của tài xế cuối cùng cũng bị bại lộ. Tôi sẽ tiết lộ chân tướng ở video sau. Hẹn gặp lại nhé! Người phụ nữ này là một tay trộm khét tiếng, chuyên ăn cắp những tác phẩm.